Do okay, we walk around there just like doing some filming or something like that? Is it okay if you go around like that outside walking around just filming stuff? Just right through here and down the driveway. This is all working orchard with equipment. Okay. We can't have Hello, xin chào tất cả mọi người. Mừng mọi người đã quay trở lại và đến với kênh Hello Cali Cuộc Sống Mỹ của mẹ con mình ha. Mọi người ơi, hôm nay mọi người khỏe không? Chúc cho tất cả mọi người sức khỏe, bình an, hạnh phúc mọi người ha. Hôm nay mình mời tất cả mọi người cùng theo chân mình đi đến một cái farm á mọi người. Cái farm này thì người ta họ trồng rất là nhiều loại trái cây khác nhau. Ở đó có trái hồng nữa, trái hồng rất là nhiều luôn. Mình không biết cái farm này đâu, cái farm này nằm ở dưới thành phố San Jose đó mọi người. Mình biết cái farm này là nhờ cái chị làm YouTube chung với mình á, là kênh của chị là kênh F&T Family Cảnh Đẹp ở Mỹ đó mọi người. Chị này rất là dễ thương, mình hay thân mà cũng hay nói chuyện chung với chị nữa. Chị giới thiệu cho mình cái farm này, hôm nay mình đến đây. Thì cái farm này người ta không cho mình hái mọi người ha, người ta chỉ cho mình đến tham quan chơi và sau đó là mua những cái loại thực phẩm, những cái loại trái cây người ta họ trồng và họ bán, họ để ở trong tiệm họ bán gì đó, mình tới mình tham quan sau đó mình mua, mình thích cái nào mình mua về mình ăn thôi, chứ mình không được hái ha. Thì cái farm này nó cũng nhỏ thôi, nó không lớn. Hôm nay có trái hồng là nhiều nhất luôn. Thì bây giờ mình mời tất cả mọi người cùng theo chân mình đi tham quan một vòng của cái farm này, sau đó thì ra ngoài vườn hồng xem những trái hồng nhỏ nhỏ xinh xinh mà rất là đẹp, rất là ngon, nhìn rất hấp dẫn mọi người ha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều đã xem video của mình hôm nay.
Ok mọi người, vậy là chúng ta cũng đã đi hết một vòng của cái farm hôm nay rồi đó. Mình chỉ đầm vòng mình chơi thôi, mình không được hái mọi người ha. Không được hái thì cũng hơi buồn đúng không mọi người, nếu được hái thì thích hơn nữa. Thì bây giờ đó, mình cũng đã tới đoạn cuối của video rồi. Mình còn vài phút nữa là video sẽ hết. Vậy thì mình mời tất cả mọi người cùng xem một chút xíu cảnh đẹp ở trên cái đường về nhà mình mọi người ha. Thì ở dưới này toàn là núi, núi không đó mọi người, mà núi cỏ không à, không có núi cây tới. Mình mời mọi người xem chút xíu ha, xem giải trí chút xíu cũng không sao, cũng được đúng không mọi người. Và mình cũng cảm ơn mọi người một lần nữa ha. Chúc mọi người sức khỏe bình an nè. Và mình xin hẹn gặp lại tất cả mọi người ở những video kế tiếp của mình ha. Rất mong gặp lại mọi người ở những video sau của mình nhiều lắm. Và mình xin bye bye và hẹn gặp lại mọi người ha. Bye bye. Bye bye mọi người.